thì chờ trái cây nè, đào đào sa ba 25.000 đồng ký. Đằng trước có đô thị giờ bà con chạy quá chừng luôn rồi cả. Rồi rồi rồi, đi thu đồ rồi kìa. Quá đông ghê. Khu vực bên dưới này mọi người thấy không? Quá chừng đông luôn rồi. Ôi trời. Đông quá. Một đoạn đường dài chợ là khoảng hơn nửa cây số lận. Qua đây nè. Ngay chỗ này là buôn bán tự phát. Đông quá. Bây giờ công nhân phía bên kia bên trong công ty Bonsen đang ra. Trời chiều nay là muốn mưa rồi nên lúc này là đang chuyển mưa, cũng mát mẻ. Wow. Sao đi dài lên đây cho mọi người xem nha. Bà con thì bày bán những cái hàng quán nằm bên vỉa hè của cái con đường đi công nhân đi về á. Đây là khu vực chợ Tự Phát, nằm sát bên công ty Bonsen và nó nằm cặp quốc lộ 1A thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Vừa qua sau đợt dịch thì do những cái đơn hàng nó bị hạn chế nên sáng ngày 20 tháng 6, công ty Bonsen Việt Nam đã tổ chức thông báo về việc cho công nhân chấm dứt hợp đồng lao động khoảng 3.000 công nhân lận. Thì nhiều công nhân thì đã nhận được bản thanh toán trợ cấp thôi việc với mỗi năm làm việc là được 1 tháng lương. Theo thông tin chia sẻ từ một số lao động thì nhiều người đã làm việc 17 đến 18 năm và đã nhận được thông báo trợ cấp thôi việc tương đương là 17 đến 18 tháng tiền lương sau khi trừ thuế là khoảng là 150 đến 180 triệu đồng. Nhiều người khác thì có số năm làm việc ít hơn sẽ hưởng trợ cấp vài chục triệu đồng. Thì hiện nay công ty có khoảng 60.000 lao động. Cá. Rồi rồi, đằng trước đó có đô thị rồi. Chết. Đằng trước có đô thị giờ bà con chạy quá chừng luôn rồi cả. Rồi rồi rồi, đi thu đồ rồi đó. Mấy người bán bên vỉa hè bị lấy đồ rồi. Tội nghiệp quá chưa. Wow. Cái này là giải toán loạn hết trơn rồi. Như buôn bán giải tán loạn hết trơn rồi. Vì đô thị là không có cho bán bên cái vỉa hè. Tết tết. Chỗ này thì ổn hơn nha, để vô sát sát vô bên trong. Trời ơi, mít ngon quá luôn rồi. Phía đằng kia bị đô thị và gom, chỗ này nó trống lỏng hết trơn rồi nè. Cũng thấy thương nha bà con buôn bán này á. Ôi chú cha, ô cái đoạn này vui quá ha. Ở đây đi Vân. Ngay chỗ này đoạn bán rau củ nè. Trên 10 người. Mình sang đi dạng đây nha. Đây là dưới tán cây. Nên cái chỗ khu vực này cảm thấy mát mẻ. Đây bán các loại cá biển nè. Wow.
và những vẻ đồ cũ thì không thể thiếu đây. Dưa leo khổ qua đồ xanh ngon quá nè. Mỗi ngày khi công nhân tan ca thì khu vực này buôn bán đông vui như vậy đó. Kể cả hai bên lề luôn nha, có đủ đồ ăn buổi chiều hết chứ. Gà. Gà vịt. Các quầy thịt heo ở đây nè. Kể cả cá nữa. Đây. Mấy người buôn bán ở sát sát ở trong này thì không có sao. Còn mà buôn bán bên cái vỉa hè bên lắng vào đường là bị gươm hết trơn rồi. À, rau củ thì ngon quá chừng luôn á. Hôm nay là con trai thì các thịt con trai đều có bán nè, đậu hũ, những đồ ăn sẵn nữa. Bây giờ thì việc buôn bán chỉ tập trung bên cái lề này thôi, bên kia thì bị gươm hết trơn rồi, bây giờ thì lấy hết trơn. Dạ, dạ bên đây. Các loại khô nè, có cá lóc, có khô mực nè, lạp xưởng, tôm khô. Mọi người thấy vui không? Công nhân ở chỗ nào mà có công nhân là ngay khu vực đó là vui lắm luôn á. Việc mua bán cũng đông đúc và nhộn nhịp. Nấm nấm, các loại nấm rơm, có cả chả cá đây nè. Các loại thức ăn đây, rau củ. Nếu như là không có đô thị hết thì ngay giữa đường này nè, có những cái xe bán trái cây người ta để dài để cho vui lắm. Thịt con trai nha, các loại đậu hũ. Wow, ngon quá. Đồ sẵn luôn nè, heo quay chai nữa. Dưa Long An đỏ ngọt, vỏ mỏng luôn ha, trái đỏ. Đỏ mọc 10 ngày 1 trái 1 trái 10. Cái đỏ mọc 10 ngày 1 trái 1 trái 10. Dưa Long An bao đỏ mọc 10 ngày 1 trái 1 trái 10. Dưa Long An bao đỏ mọc 10 ngày 1 trái 1 trái 10. Đô thị xong rồi, giờ bà con ta phải ra bên ngoài nữa kìa. Có đô thị lại thì ôm chạy tiếp để bán một mớ rau, cây cà nước sâm để về nấu uống nữa. Có bán bún, các loại chả nè, một ít đồ tập quá nhỏ nhỏ. Có nước tương, nước mắm, chao. Chà cá hú to. Đó là chùm chùm nhãn đó, chùm chôm 2 kg 10 ngàn, ôi rẻ quá ha.
vải thiều 10.000 rẻ quá ha. Chôm chôm Thái 8.000 đồng ký luôn, rẻ. Ký 15.000, người ta để là 1/2 ký á. Ở ngoài sau thì công nhân tiếp tục đi về nha nè. Xài, 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 xài. Đây, mọi người thấy những xe trái cây để này là phút này mới vui nè. Để thì 30.000 đồng ký. Sắp mớ rồi, còn mớ nè. Sang đi tiếp tục cho mọi người xem nha. Nè, có những xe hàng rong nè. Chanh 12 nè. Cái cả phẩm gì nè. Đây đoạn dài lên trên thấy vui hơn hả? Mặn Hà Nội về lại xe múc quá xả nhiều luôn rồi. Đây xe gà vịt nướng. Bên đó và trước đó là quốc lộ 1A đó. Thì tiếp về phía đoạn này sang thấy mọi người đông hơn cái đoạn phía dưới kia. Vì đoạn đằng kia thì đã có bị đô thị rồi. Ồ trà trái cây nè. Đào. Đào này Sapa 25.000 đồng ký. Ngoài ra có các cái xe trứng nè. Này xe này di chuyển kéo được đó. Có bưởi nè. Bên ngoài này là dưa long an 10.000 đồng ký. Mà trái nó lớn quá hả? Đây trái lớn. Đỏ luôn 10.000 đồng ký. Ký 10.000. Xe người ta thiết kế cái này là chỉ có bánh xe để di chuyển được nè. Ở trên là cái kệ ha. Có xếp từng nam 1, 2, 3, 4 theo giống như bậc thang vậy đó, để phân rau củ lên bán. Bên trong này thì quầy thịt heo nè. Dịch xem những cái xe rau củ này nhìn nó hấp dẫn quá. Lỡ đô thị có gượt thì đẩy chạy cũng được. Đoạn này thì công nhân đã đi về cũng thương lại rồi. Chỗ này có phân dĩa bán nè. Dĩa 10.000, dĩa 5.000. Bên trong đó thì cũng có một ít quầy để buôn bán nữa, rau củ. Lên đoạn phía trên này thì bị thưa lại rồi.
10.000 hai trái bầu. Đây mỗi dĩa nè, mỗi dĩa 10.000, 10.000. Đậu 10.000, cà bắp 10.000, dưa leo cũng 10.000. Hành nó cũng 10.000. Cũng có người bán được, người bán không được. Quá chừng xì mút rồi nha. Lúc này các chị bán cũng hồi hộp lo sợ, cũng trong ngóng rồi có tù thị lợi vừa không đang chạy để hơi bị tịch thu đồ á. Ở bên ngoài đó là quốc lộ 1A. Hướng này mình đi về là bến xe miền Tây nè. Bên trong đã khu công nghiệp Bông Sen. Khi mà công nhân đi ra đó thì đông lắm á. Thì... tội nghiệp quá ha đây. Đây mình cũng bán hồi sinh để những cái xài hàng cúm cúm như vậy nè. Đằng trước đó là cầu vượt Bông Sen đó. Mấy xe hàng ăn uống rồi bán kia cũng trốn ha, chạy trốn hết rồi. Sau một hồi đô thị đã đi rồi thì bà con bắt đầu trở lại công việc cũ đó là buôn bán, bày biện ra bên ngoài để buôn bán, trải đường ngoài nè. Tại vì cái con đường này là cái con đường phụ chứ không phải là con đường chính bên ngoài. Bên ngoài kia là quốc lộ 1A, đó là bà con nè. Vậy nè, cuộc sống mưu sinh hàng ngày mà mọi người, người ta sẽ chọn cách sinh sống như vậy. Vâng. Mình tiếc rằng giờ này thì công nhân đã đi vô bớt rồi. Mà mình tự bán thì ta vẫn bày biện bán, tại vì đồ đạc, rau củ vẫn còn. Nên họ bày bán cho trễ trễ một tí xíu cho hết đồ mới đi vô. Dĩa nè 10.000, 10.000, 5.000, 10.000. Một con cá 20 cho một dĩa có cơm nè. Đây đây. Rau củ này ngon chưa? Cá phía bên đây. Cũng tội nghiệp mấy người buôn bán ở đây á. Nhưng mà biết vì sao bây giờ. Và bán
ở gần gần chỗ chỗ khu vực của công nhân này á, là đồ ăn bán khá là rẻ luôn á, vì chỗ này là để dành riêng cho những người có thu nhập thấp mà không có bán giá cao được. Từ các loại rau củ, thịt cá, cái gì cũng rẻ hết trơn á. Sang cũng cầu mong cho mọi người đều mua bay bán đắt.